Tôi là Lâm, sinh viên y, năm thứ tư. Một thằng con trai với gia cảnh bình thường, học tập bình thường, tính cách bình thường, còn ngoại hình thì tầm thường. Còn kia là Chi, điều đặc biệt duy nhất trong cuộc sống của tôi. Một cô nàng xinh xắn, đáng yêu, ngoài đồng. Các bạn lại hỏi tại sao chúng tôi lại biết nhau cái gì? Thì cũng do may mắn thôi, chúng tôi ở cùng một câu lạc bộ. Sau hàng nghìn tin nhắn tán tỉnh, cuối cùng thì ê, lêu lêu mày ăn nhà quê, bố mày có người yêu rồi. Một tháng sau đó, mọi chuyện cứ như là mơ vậy. Tôi là của cô ấy, và cô ấy là của tôi. Nhưng mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy. Các bạn có biết cái thằng đang nhìn là ai không? Đó là Khánh, hàng xóm của Chi. Nhìn thì gian đấy, nhưng cũng được cái mã đẹp trai. Thực ra, tôi cũng không quan tâm hắn đâu. Nhưng chả biết từ bao giờ, hắn lại trở thành tình địch của tôi. Và cứ như kịch bản trong phim vậy, tôi lại phải rời xa cô ấy trong vòng 2 tuần để đi thực tế. Cô ấy khá là thích nước mà tôi mang tới. Hôm nay do vội đi, tôi chỉ kịp treo cho cô ấy cốc nước dưới nhà. Hôm đó, sau khi phóng hơn 30 cây, cái quái gì đang xảy ra trước mắt tôi vậy?